Với mỗi chuyến bay 100 USD, hành khách chỉ mất 10 phút di chuyển thay vì hơn 1 tiếng nếu đi dưới mặt đất. Hàng loạt doanh nghiệp đã bắt tay phát triển thử nghiệm các mẫu taxi bay ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Một số cái tên nổi bật trong lĩnh vực này có thể kể đến như Airbus, Uber, Volocoaster, Dubai Aviation. Khởi động dự án Vahana từ năm 2016, Airbus đặt mục tiêu phát triển taxi bay tự vận hành có thể chở một hành khách hoặc hàng hóa. Công ty đã tiến hành một số chuyến bay thử nghiệm tại bang Oregon, Mỹ và từng có kế hoạch đưa vào vận hành thương mại từ năm 2023. Tuy nhiên, Airbus đã chuyển hướng sang dự án City Airbus có sức chứa tăng lên 4 hành khách và phù hợp với không gian đô thị, với kế hoạch đưa vào khai thác trong năm 2027. Volocopter, một công ty khởi nghiệp hàng không tại Đức, đã phát triển loại tàu bay có thể chở 2 hành khách và đã tiến hành một số chuyến bay thử nghiệm tại Dubai, Singapore và Helsinki. Volocopter xác nhận họ sẽ được cấp chứng chỉ vào năm 2024 và có kế hoạch triển khai dịch vụ tại Rome, Italy và Singapore vào cuối năm 2024, ở Osaka, Nhật Bản và Neom, Saudi Arabia vào năm 2025. Để taxi bay có thể trở thành loại phương tiện phổ biến như taxi truyền thống hay xe buýt, hàng loạt thách thức và hạn chế cần được giải quyết. Đầu tiên, các loại taxi bay đang phát triển còn nhiều hạn chế về kỹ thuật, từ khả năng tự lái, độ an toàn tới khả năng hoạt động trong những điều kiện thời tiết khác nhau. Còn tại Trung Quốc, mẫu taxi bay IS-216S của công ty công nghệ Yihang đã trở thành sản phẩm taxi bay không người lái đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận trên thế giới. IS-216S có tầm hoạt động tối đa 30 km với vận tốc thiết kế lên tới 130 km/h. Yihang cũng đang phát triển một phiên bản khác có tầm bay lên tới 300 km. Dù còn nhiều việc phải làm, trước khi taxi bay có thể trở thành phương thức vận tải phổ biến, những tiến bộ đã đạt được tương đối hứa hẹn. Nếu được đầu tư và phát triển liên tục, taxi bay có tiềm năng cách mạng hóa cách con người đi lại và có thể trở thành cảnh tượng phổ biến trên bầu trời trong những năm tới. Tại New York, Mỹ, Archer Aviation, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực taxi bay, tự đặt cho mình sứ mệnh mở khóa bầu trời để giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn. Hợp tác Airline, Archer Aviation phát triển một loại taxi bay kết nối trung tâm New York và thành phố Newark kế cận. Với mỗi chuyến bay 100 USD, hành khách chỉ mất 10 phút di chuyển thay vì hơn 1 tiếng nếu đi dưới mặt đất. Hàng loạt doanh nghiệp đã bắt tay phát triển thử nghiệm các mẫu taxi bay ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới. Một số cái tên nổi bật trong lĩnh vực này có thể kể đến như Airbus, Uber, Volocopter, Dubai Aviation. Khởi động dự án Vahana.